Xin chào mọi người nha, thì hôm nay mình được chị Lý Hờ gửi cho một thùng cua nè. Mình sẽ ngâm với đá để trước khi cho nó vào nồi nha mọi người. Đó, 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 đó. Mọi người thấy đã chưa? Nâu nâu luôn. Rồi lúc này là mình đi lấy sả này để chuẩn bị lót sả vô đáy nồi cho nó thơm nha mọi người. A few moments later. Đọc cái ngón chân của nó thế này mọi người ơi, cái ngón chân này. Ngón chân nó to bằng ngón tay em luôn. Trắng quá trời ơi. Mời mọi người ăn ăn. Chết. Mọi người nhờ em đọc thử nhá. Chào các cháu nha. Các cháu tranh thủ xuống đây ăn cua với bà. Nè trời ơi mọi người ơi, ăn cua cốm nè, thịt nè. Cua nào cua nu. Nhớ mẹ có tuổi xuân vì con. Nhớ mẹ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hành trình gọi là mukbang cua của em. Bye mọi người.